Chào tất cả mọi người nhé, mình là Hùng đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người cái cách để chúng ta tự lắp một cái thanh đèn led tại nhà, những cái bóng đèn led tròn. Một cái hệ tủ bếp á, nó muốn đẹp đương nhiên rồi nó phải có cái phần ánh sáng của đèn led. Chính vì thế trong quá trình mà thi công tủ á, thì chúng ta sẽ bổ sung những cái phần này vào cho hệ tủ thêm đẹp hơn, tăng cường ánh sáng. Nhưng trong quá trình mà làm cái tủ á, rất là nhiều cái khoản chi phí để chúng ta phải cân đo đong đếm và lo lắng. Chính vì thế cái phần đèn led này nó là một phần nhỏ thôi, nhưng chiếm một cái khoản kinh phí cũng khá khá cho mọi người đó. Nên chính vì thế mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tự chúng ta lắp, mua vật tư về để tự chúng ta lắp. Hoặc là những nhà ai á, mà những cái bếp cũ rồi, chúng ta cảm thấy bị tối quá, khu đó không có ánh sáng, ví dụ như không có cửa sổ nè, không có những cái ô ánh sáng trời đưa xuống, thì chúng ta sẽ tự lắp những thanh đèn led như này cho cái hệ tủ chúng ta thêm sáng hơn, đẹp hơn. Rồi thì bây giờ mọi người cùng bắt đầu với mình nhé. Cái đầu tiên là mọi người sẽ chuẩn bị gì ạ? Là một cái cuộn đèn led như này. Thì một cuộn này á thì nó có chiều dài là khoảng 10 m, có những cuộn nó sẽ là 5 m, nhưng cuộn này hiện tại của mình đang là 10 m cho mọi người. Rồi đây là một cuộn đèn led bên trong đó nè, lúc nãy mình mới vừa mở cái bao xong đây ạ. Thì về cái đèn led này nè, mình nói sơ qua một xí. Trước tiên nó đang sử dụng điện áp là 12 v một chiều, và trên một cái mét đèn led này nè, nó sẽ gồm 120 bóng led. Thì trong cái quá trình 120 bóng led này nè, thì 1 mét của nó sẽ tiêu thụ 10W nha mọi người. Đây là điện 12V thì nó sẽ phân biệt ra là dương nè, bên đây là âm nè. Rồi trong quá trình dùng á, thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ không có cố định theo 1m, 2m, 3m, mà chúng ta sẽ cắt theo cái tủ bếp của chúng ta. Ví dụ như tủ bếp chúng ta là 2m rưỡi đi, thì chúng ta sẽ cắt tới đoạn 2m rưỡi, nhưng mà ở đoạn nào chúng ta sẽ được cắt. Trong này á, không phải là chúng ta bất cứ đoạn nào là chúng ta cũng cắt ngẫu nhiên được, mà nó sẽ có cái hình cái kéo này đấy, và nó có những cái phím đồng ở vị trí giữa này, thì chúng ta sẽ cắt đôi cái phần này ra là cho phép cắt. Thì mỗi cái đoạn này nè, nó sẽ gồm 3 bóng led đấy, để chúng ta sẽ lựa vị trí để chúng ta cắt, tính làm sao cho hợp lý nhất nha mọi người. Điểm đặc biệt của led này á là nó có một lớp keo, lớp đã đỏ là mọi người thấy không ạ, lột cái lớp đã đỏ này ra, bên trong nó sẽ có một lớp keo như là keo hai mặt đó, nhưng mà cái độ bám dính của nó sẽ tốt hơn so với keo hai mặt chúng ta đang sử dụng bình thường. Và một điểm nữa đó là khi gỡ lớp keo này nè, là chúng ta dán lên cái thanh nhôm tản nhiệt, dán lên thanh nhôm tản nhiệt đây, hiện tại mình đang có một cái thanh nhôm tản nhiệt nhé, dán lên thanh này thì cái tiết diện của đường da led này nè, nó sẽ phù hợp với lại cái tiết diện của cái thằng nhôm đang có sẵn này. Thì trong quá trình mà hoạt động á, thì cái phần đèn led á, nó sẽ tỏ ra một lượng nhiệt rất là lớn. Thì chính cái lượng nhiệt này sao ạ, nó sẽ làm cho lớp nhựa keo á, nhựa của cái keo đèn led này nè, nó sẽ chảy ra, nó sẽ bám dính chặt hơn trên cái thanh nhôm này đó. Nên mọi người sẽ không lo sợ cái yếu tố là nó sẽ bong tróc trong quá trình sử dụng, mà càng ngày nó sẽ càng bám dính vào rất là chặt. Tiếp sau đó thì mọi người sẽ chuẩn bị là gì ạ? Một cái bộ nguồn. Đây, hiện tại trên tay mình đang cầm một cái bộ nguồn. Nguồn này thì công suất cũng nhỏ thôi. Nó hiện tại là 12V, 60W và là 5A. 5A nha mọi người. Thì đối với một cuộn đèn led khoảng tầm 5m thì chúng ta sử dụng được cái nguồn này là hợp lý rồi. Nhỏ gọn. Và mọi người phải hiểu thêm một điều nữa là khi chọn bộ nguồn đó, cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Người ta cũng cung cấp rất là nhiều bộ nguồn, to có, nhỏ có, nhưng cái chúng ta cần quan tâm đó là cái hiệu suất, cái công suất hoạt của cái bộ nguồn đó. Ví dụ như họ ghi 60W thì đừng bao giờ nghĩ rằng 60W thì nó sẽ đủ suất 60W cho chúng ta nhé. 60W thì có thể là nó đạt hiệu suất chỉ có khoảng tầm 70%, là khoảng tầm 40W nè, hoặc là 45W nè. Đấy thì đương nhiên rồi, mọi người không thể lắp full một cái cuộn đèn led trong một cái bộ nguồn nhỏ như này được. Khi chúng ta sử dụng á, muốn đạt hiệu suất và hiệu quả tốt nhất, thì ví dụ chúng ta khoảng 3 mét đèn led thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ nguồn 60W này, nó phải dư ra một cái khoản nào đó với mọi người, chứ đừng bao giờ là nó có bao nhiêu thì chúng ta sử dụng hết bao nhiêu, như thế là nó sẽ không có bền đâu ạ. Ví dụ như chúng ta dùng 5m thì đương nhiên rồi, có thể sử dụng những bộ nguồn mà lớn hơn, công suất lớn hơn, to hơn để hiệu quả nó đảm bảo hơn. Còn cái bộ nguồn này thì mình khuyên khoảng tầm cỡ 4m đổ lại thôi là hợp lý nhất. Trong bộ nguồn này á, thì nó sẽ có hai đầu. Một á, là đầu vào của nó là điện 220V, điện xoay chiều 220V. Đầu ra của nó nè là điện 12V. Điện 12V nó cũng phân làm da đỏ và da đen để chúng ta dễ dàng đấu nối. Tiếp đến nữa là cái thanh nhôm, lúc nãy mình có nói sơ qua rồi. Đây là một cái thanh nhôm hay còn gọi là máng đèn. Máng đèn này để làm gì ạ? Mục đích nó sẽ được liên kết vô cái phần gỗ, phần nhựa của đáy tủ trên.
đây, hoặc là được khoét vào những vị trí đủ trên đó để chúng ta gia cố thằng này vào. Nhiệm vụ chính của nó là làm gì? Là để tản nhiệt, và đồng thời thứ hai là cố định. Đây thì ngồi cái thằng thanh nhôm này ra thì nó sẽ có những cái rãnh này, rãnh nhỏ này, cực kỳ nhỏ này, để làm gì ạ? Để đưa một cái nắp nhựa vào, chụp nó vào. Ở đây thì mình có một cái nắp nhựa. Cái nắp nhựa này á, với nó là một bộ đôi, là một cặp nha mọi người. Thì cái cặp nắp nhựa này á, đó là gì ạ? Nắp nhựa này thì nó cũng sẽ có công dụng. Một là cái dầu mỡ, nếu như ở dưới bếp á, nó có bay lên, bám lên á, thì nó sẽ không bám vô trong cái phần đèn led, gọi là cái bo mặt của đèn led. Nó không làm mờ đi cái hiệu suất ánh sáng của đèn led là một. Cái thứ hai nữa thì dầu mỡ hoặc là hơi ẩm, mắm muối gì đó, nó sẽ không có tiếp cận vào cái phần mà bo mạch hoặc là những vị trí mà phím đồng của đèn led, giúp tăng cái tuổi thọ đèn led lên tốt hơn. Đấy, nhưng mà nhược điểm của nó cũng sẽ làm giảm đi cái phần lượng ánh sáng. Ví dụ như cái độ sáng của đèn led lên 100 thì nó sẽ bị che lại, che chắn bởi một cái lớp mica này, như một lớp nhựa nha mọi người, hay còn gọi là mica mờ đây. Đấy, thì nó sẽ giảm hiệu suất của đèn led đi khoảng tầm 30%, thì nó sẽ giảm xuống, khiến cho ánh sáng bị hiu lại. Nhưng mà cái ánh sáng hiu lại thì mình nghĩ rằng nó vẫn đảm bảo được cái lượng sáng chúng ta sử dụng, nên bắt buộc phải ập cái nắp này vào trong cái phần thanh nhôm này. Xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn cách để chúng ta ập cho nó phù hợp nhé. Mọi người cần chuẩn bị cái tiếp theo là gì ạ? Một cái công tắc. Công tắc thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc chính ở trong cái bảng phím công tắc của chúng ta luôn. Cái công tắc này á, thì nó liên quan tới điện 220V, thì chúng ta khi mà tắt cái công tắc đó là sao ạ? Nó sẽ tắt luôn cái bộ nguồn này nè, tắt luôn bộ nguồn. Đó là cách thứ nhất. Cái loại thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại công tắc để tắt mở. Nhưng ở đây á, trường hợp đây á, là tắt mở điện áp 12V, thì với điều kiện là bộ nguồn này chúng ta đấu nối trực tiếp luôn là vẫn luôn luôn có điện. Còn cái đầu ra này là chúng ta sẽ sử dụng một công tắc để tắt ở vị trí này. Tắt là tắt cái dây dương này nha mọi người, dây dương 12V là tắt ở trường hợp này. Thì ở đây mình đang có một cái công tắc nhỏ nè. Mục đích để làm gì ạ? Minh họa cho mọi người thấy, mình sẽ tắt ở cái vị trí đầu ra này. Đây, thì bộ nguồn ở trạng thái là luôn luôn là hoạt động, luôn luôn là có điện. Đấy. Rồi tiếp đến, mọi người cần chuẩn bị gì ạ? Sẽ chuẩn bị cho mình đó chính là một cái mỏ hàn. Một cái mỏ hàn nha mọi người, và một cái cuộn chì. Cái này thì mua ở những tiệm điện nước là họ có cung cấp rồi. Giá thành cái một cái mỏ hàn cuộn chì này thì nó rơi vào tầm khoảng 50-60 nghìn một cái, để chúng ta sử dụng những cái đồ điện trong gia đình. Đó là những cái cơ bản nhất. Còn nếu không thì mọi người sẽ chuẩn bị thêm một cái guốc thử điện nữa nè, và một cuộn băng keo nữa. Rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bằng cách là đấu nối cho mọi người hình dung. Bây giờ hiện tại đang cầm trên tay mình đó là một cái tấm gỗ. Mình sẽ mô phỏng nó là cái đáy của cái phần tủ bếp trên. Đáy phần tủ bếp trên nha mọi người. Rồi, bắt đầu mình sẽ tiến hành đấu. Và ở đây mình đang có một cái cuộn led, một đoạn led thôi. Đoạn led mình đang sử dụng dang dở, thì mình sẽ sử dụng đoạn led này để hướng dẫn mọi người. Trong quá trình mà chúng ta là rút cái dây đèn led này nè, nó sẽ có một cái táp lô. Cái táp lô nhỏ này thì mọi người nếu sử dụng không hết á thì chúng ta có thể quấn lại để cất. Rồi đây thì mình đang có một cái thanh nhôm rồi nha mọi người. Thanh nhôm này á là thanh nhôm gốc, hay còn gọi là thanh nhôm V. Đây là thanh nhôm V nha mọi người. Thanh nhôm V, cái nhiệm vụ của nó là hướng một cái góc xéo xuống như này, đỡ cái ánh sáng á nó sẽ chiếu xuống như này. Thì cái phương án này trước là mọi người hay dùng, nhưng sau này chúng ta sẽ có một cái cách khác. Lát nữa thì mình sẽ giới thiệu cái cách khác cho mọi người. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cái cách này, cách thông dụng nhất để làm cho đèn led cho hệ tủ bếp. Chúng ta sẽ có hai cách nha mọi người. Hiện tại thì mình sẽ sử dụng một cái khoan và một cái đầu mũi khoan cái này. Để mình khoan, tiến hành là khoan vị trí này nha mọi người. Một thanh nhôm này nè, hiện tại nó rất là ngắn nên mình sẽ chia nó làm đôi để mình khoan. Rồi, bây giờ thì mình sẽ khoan nha mọi người. Đây là tượng trưng như là một cái đáy tủ trên nhé. Rồi, hiện tại ở đây thì mình đang có hai tấm gỗ nè. Hiện tại ở đây thì mình đang có hai tấm gỗ dưới nè, tấm gỗ trên nè. Thì tấm gỗ này nè, mình đang tượng trưng là cái đáy của tủ trên. Tấm gỗ này tượng trưng cho cái mặt dựng, như là mặt kính bếp hoặc là mặt ốp bếp này. Rồi thì mình sẽ tạm thời là gỡ cái tấm này ra. Đấy. Rồi, còn thanh nhôm mình đang cầm trên tay đây là thanh nhôm gốc, thì mình bắt đầu là đỡ sát. Sát gì ạ? Sát cái đáy của tủ trên nè. Rồi mọi người thấy không ạ? Thanh nhôm này đang đỡ sát đáy tủ trên thì nó sẽ chiếu một cái hướng góc này nè. Đấy. Nó đang vuông nha mọi người, nhưng mà nhôm á, đèn led thì nó sẽ hướng cái góc như này, góc xéo như này. Rồi. Bây giờ mình sẽ cố định bằng cách là khoan. Rồi, mình bỏ tấm này ra nhá. Đây. Như là đang tưởng tượng là đang có một cái tấm sau lưng rồi đó, là cái tấm ấy gọi là tấm tủ trên rồi đó. Mình sẽ định vị hai vị trí nè, một nè, hai nè. Nếu như tấm này mà cái đoạn này á mà nó dài nè thì đương nhiên rồi, mình sẽ tăng cường thêm nhiều ốc vít, còn nếu không á thì mình sẽ sử dụng chỉ hai cái thôi. Hai cái hai đầu hai bên thôi.
mình sẽ sử dụng cái khoan nè, và mình sẽ khoan mồi trước. Mọi người khoan á là cố gắng là né những cái vị trí mà những cái kẽ này ra, đã lát nữa ập nắp nhựa nó khỏi bị móp méo. Rồi, đây là cách thứ nhất là mình sẽ tiến hành khoan. Khi khoan á là mọi người sẽ dùng lực tay nè, ép thật mạnh, thì chúng ta có thể sử dụng khoan pin hoặc là khoan điện. Nếu như khoan điện thì đương nhiên rồi nó sẽ mạnh hơn, còn khoan pin thì nó có phần hơi yếu hơn, thì mọi người sẽ khoan từ từ. Mình tiến hành khoan nhé. Rồi, thì vừa nãy thì mình vừa khoan xong. Vừa khoan xong nhé mọi người. Thì bên đây nè, mình đã khoan một lỗ mồi và mình đã vặn một con vít vào. Thì còn lỗ bên này thì mình khoan nhưng mà mình chưa vặn con vít vào. Đấy, thì lỗ này mình muốn nói với mọi người á, trong quá trình khoan á thì đương nhiên rồi, nó sẽ ra những cái bê vế như này. Cái bê vế này nè, nó sẽ khiến cho bị trời xước cái phần đèn led, hoặc là nó có thể bị chập mạch cái phần đèn led. Nên chính vì thế á, là chúng ta sao ạ? Sử dụng một cái kìm. Chúng ta sử dụng một cái kìm để bẻ cái phần bê vế này đi. Đây. Là thứ nhất. Và chúng ta có thể là dùng một cái gì đó ủi hoặc là mài nó lại. Mình sử dụng cái này nhé, nó gọt nó lại, không còn phần bê vớ nữa nè. Đây, cho nó gọn gà. Xong rồi mình phủ sạch. Đấy, nó đã được dính vô cái đáy tủ trên nhé mọi người. Còn bước này á, thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người một cách thứ hai mà chúng ta sẽ không làm cái việc là khoan những cái lỗ này nữa. Khoan lỗ này á, thì thực ra á, thì nó sẽ ảnh hưởng tác động cái thanh nhôm, mà nhà sản xuất họ cũng không có khuyến cáo là làm cái cách mà khoan cái này. Đây mọi người thấy không ạ? Đây, trong quá trình mình khoan thứ nhất nè, nó sẽ dính những cái bê vớ nè, những cái lỗ nè, nó rất là thô ở thanh nhôm, ảnh hưởng xấu tới thanh nhôm của mình. Cách thứ hai á là trong quá trình mà bán những thanh nhôm á, thì cái người bán á họ sẽ cho chúng ta những cái bát kẹp này nè. Những cái bát kẹp này nhiệm vụ nó làm gì ạ? Nó sẽ được gắn lên cái đáy tủ trên, và sau này những thanh nhôm á chúng ta chỉ cần việc là đưa nó vào, kẹp nó vào thôi, rất là đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng những cái bát kẹp này nhé. Hiện tại bây giờ thì mình đã gắn xong cặp bát này rồi nhé mọi người. Gắn lên cái phần đáy tủ trên nè. Còn đây là mặt dựng bếp nè. Đấy, thì mình sẽ dựng lên cho mọi người thấy nè. Đấy. Nó sẽ hoàn thành như thế này đây. Rồi bây giờ thì mình làm gì ạ? Mình sẽ gắn cái thanh nhôm. Mình bỏ tạm thời bỏ này ra nhé. Mình sẽ gắn cái thanh nhôm. Đây. Mình sẽ cơ thanh nhôm vào đây. Nó sẽ có cái lẫy nè. Đó. Ghé một bên trước, rồi một bên còn lại thì mình sẽ nhấn nó vào. Rất là cứng chắc luôn nhé mọi người. Mà chúng ta không cần phải khoan một cái gì lên cái thanh nhôm này cả. Rất là đảm bảo. Cái yếu tố này á, là nhiều người thi công hay bỏ qua. Họ hay dùng những cái mũi khoan, họ khoan thẳng vào lỗ này, thì nó rất là xấu và mất thẩm mỹ. Mình thì vẫn ưu tiên cái việc này hơn. Thì cái việc này á, đương nhiên rồi, chúng ta phải cố gắng bắt cho nó đều, thì cái việc mà treo nó sẽ dễ dàng hơn. Đây, mọi người thấy không ạ? Đối với đoạn ngắn thì nó rất là dễ, nhưng đoạn dài thì nó hơi vướng víu một xí. Nhưng mà bắt những thằng này nè, sau này chúng ta không cần thiết á, gỡ cái thanh nhôm đây nè, rất là đơn giản luôn, mà nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái thanh nhôm này chúng ta tái sử dụng ở những trường hợp khác. Mà cái điểm chính ở đây á là cái gì ạ? Những cái bê vớ trong quá trình mà chúng ta dán đèn led lên á, nó sẽ không bị vướng. Rồi mọi người thấy không ạ? Đây, mình đã hoàn thành. Đây là phần đáy tủ trên và phần đây là phần mặt dựng bếp. Đấy. Hoàn thiện thì nó sẽ như thế này đây. Rất là đơn giản ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ tới công đoạn thứ hai. Công đoạn thứ hai này thì mình sẽ dùng đèn led để mình dán lên. Rồi, đây nhé mọi người. Mình sẽ có thanh đèn led nè. Mình dựng này lên. Bây giờ thì mình sẽ đo trước. Trước khi mình cắt mình sẽ đo. Thanh nhôm nó sẽ dài từ điểm này qua điểm này. Đây. Nhưng mà ở đây nè, mọi người thấy không ạ? Cái vị trí này là vị trí cần cắt nè. Đó. Thì mọi người có thể cắt cục nó lại hơn một xí. Chứ còn nếu cắt dư thì nó sẽ lồi ra tận ngoài đây. Rất là khó. Nó có thể là chạm cái phím đồng lên nè. Lên cái phần nhôm nè. Lưu ý chỗ này nhé. Cái mạch nó bị chập hay không đó, là ở phím đồng này nè, nó bị chập lại với nhau dính vào phần nhôm. Nên mọi người sẽ cắt cục lại một xí nè. Mình sẽ cắt ở vị trí này. Đây. Mình sẽ cắt ở vị trí này. Cắt thì mọi người có hai cách. Một là chúng ta sẽ sử dụng kéo, hai là sử dụng kìm. Thì cái cách sử dụng kéo thì nó sẽ mỏng dánh, mỏng hơn nè. Mình sẽ cắt nó đơn giản hơn. Rồi, giờ mình sẽ cắt nè. Xong. Mình sẽ sử dụng cái đoạn led này để dán lên. Rồi, tạm thời cho mình hạ xuống để mình dễ dán hơn nhé. Bắt đầu mình sẽ tiến hành lột phần keo đây nè. Lột phần keo xanh đây nè. Đây. Bây giờ mình sẽ lột ra nha mọi người. Mình lột một đoạn ngắn thôi. Và mình cố định trước. Cố định trước. Trước khi mà lột ra đoạn dài thì chúng ta phải lột đoạn ngắn thôi. Rồi chúng ta cố định trước. Rồi. Thì y như lúc nãy. Mình cắt hụt quá. Thì đương nhiên mình cũng sẽ dán hụt lại một xí. Rồi. Nhưng dán là can nữa đó. Mọi người sẽ dán cẩn thận. Từng xí một. Hiện tại mình đang nằm trên bàn này, nó rất dễ, nhưng mà mọi người khi mà lắp vô tủ bếp á, nó sẽ bị ngược. Nên cái việc mà dán đó, dán chúng ta nó sẽ chồm lên phía trên nè, rất là khó, thao tác nó hơi khó. Đây mọi người, mình sẽ cố gắng đỡ ngược cái này cho mọi người hình dung. Kéo tới đâu thì chúng ta dán tới đó, cố gắng là cho đường led này, nó nằm ở vị trí giữa nha mọi người.
đó là xong xong cái bước này rồi sao nữa ạ? Mọi người tiến hành là sẽ cắt cái nắp chụp nhựa, nắp chụp nhựa của nó đây, đây chính là nắp chụp nhựa. Chúng ta sẽ cố gắng cắt cho nó vừa tầm với đoạn nhôm này. Rồi mình sẽ đo trước nè, hoặc là nếu như có một cái thước á thì mình sẽ sử dụng cái thước nè để mình đo trước khi mình cắt. Nhưng tại vì đây là cái đoạn ngắn mình mô phỏng cho mọi người nên mình sẽ không cần phải đo nhiều mà mình ướm thử luôn. Rồi nó sẽ vừa vặn tới này đó, mình sẽ cắt vừa đủ luôn nha mọi người, không dư cũng không thiếu, cắt vừa đủ. Rồi xong mình nhắm vào vị trí này, bắt đầu là mình sẽ tiến hành cắt nè. Rồi mình đã cắt xong cái này rồi, tiến hành là mình sẽ bỏ nó vào đây. Mọi người thấy không ạ? Bỏ nè, thì cái nắp này nè nó sẽ có một cái đường kẽ rất là mỏng nhỏ. Lúc này á, cái thanh nhôm nè nó sẽ có một cái rãnh, thì mọi người sẽ làm sao ạ? Đưa cái nắp nhựa nè bỏ vô cái rãnh nhỏ nè đây, và một tay á, mọi người sẽ sử dụng á, nhấn cái phía trên xuống, ép xuống phía trên xuống. Rồi ở dưới là chúng ta bỏ vô rãnh trước đi đấy, và bắt đầu là mọi người sẽ vuốt. Cái việc này á cần thực hiện đi thực hiện lại vài ba lần chúng ta mới thường thục được, rất là khó. Lúc đầu ai mà tự bỏ sẽ rất là khó, nhất là nó đang nằm ngược như này, mọi người hình dung ạ? Nó nằm ngược như này nè, chúng ta phải chồm lên phía trên á, cái mặt bếp nó rộng 60 nè, ép cái bụng chúng ta rất khó chịu để chúng ta sử dụng ép cái này vô. Nhưng mà làm vài lần thì chúng ta sẽ quen, nó cũng dễ dàng thôi chứ không có gì khó. Bây giờ tiếp đến cái phần mà gọi là đấu nối, thì mình sẽ sử dụng bộ nguồn này để đấu nối. Thì thay vì cái việc đấu nối á, là mình đấu trực tiếp da đỏ vô da đỏ, da đen vô da đen và cắm cái đầu bên kia là tắt công tắc kia, thì mình sẽ sử dụng cái công tắc này nè ở vị trí ở giữa này để làm gì ạ? Để tắt cho mọi người ở vị trí này nó dễ dàng hơn. Rồi thì trong quá trình này á thì mình sẽ sử dụng cái mũi hàn nè. Rồi đây, đây mình có cái phần chì nhé, gọi là hay còn gọi là thiết. Nó sẽ không gọi chì nữa, người ta sẽ gọi là thiết. Đây. Mình sẽ cắm cho mỏ hàn nó lên điện đỏ nè, nóng rồi. Rồi mình sẽ chấm nó vào nè. Đây. Mình hiện tại đang bật quạt phía trên nên có hơi gió. Mọi người nên đeo khẩu trang khi làm việc này nhé. Mình sẽ chấm nhẹ nhàng nè, đây. Bôi chì vào phần này trước, bôi thiết vào phần này trước. Rồi, bôi hết vào những cái đoạn này. Rồi, bây giờ cái da đen này thì mình sẽ hàn trước. Cái công tắc á, thông thường nó sẽ tắt cái da lửa hay còn gọi là da đỏ, da mà có điện. Còn da kia gọi là da mát hay còn gọi là da nối đất. Thì mọi người tắt cái da lửa nhé. Cái da đen thì mình sẽ hàn trực tiếp với nhau. Nếu như ở đây á, mọi người có cái ống gen, ống nhiệt á, ống teo á, thì mọi người có thể đút nó vào trước cái da đen này. Còn nếu không thì xí mọi người sẽ sử dụng băng keo. Trong quá trình dây nè, hai dây nó đang bằng nhau nè, thì mọi người sẽ cắt theo hình thức xa le với nhau. Nhưng mà tại vì đang mô phỏng cho mọi người, và cái này thì mình cũng đang sử dụng nên không có cắt ra, chứ không là mọi người sẽ cắt theo hình thức xa le với nhau nhé, để dây nó không bị chập với nhau. Nhớ nhé, phải có ống gen, phải cắt xa le, đó là những cái cơ bản nhất trong quá trình đấu nối điện. Còn nếu không á, thì mọi người sẽ sử dụng băng keo nè. Đấy, mọi người hình dung nè, chúng ta á, cứ áp dụng cái hình thức là dùng ống gen và cắt dây xa le, rồi sau đó mới tiến hành tới phương án là băng keo. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là hàn cái da đen này trước lại với nhau nè. Đây, tưởng tượng đây là đã được đút cái ống gen vào rồi nhé mọi người. Đấy, da thì mình sẽ cố gắng sắn nó vào, có thể là dùng kìm nè, chúng ta bấm lại một xí nữa. Rồi sau khi đã chắc chắn rồi, chúng ta tiến hành chấm cái phần thiết hàn này vào và chúng ta hàn nó lại. Đây, hàn thì tay nó hơi run, mọi người có thể thao tác vài ba lần là sẽ quen thôi. Những cái đồ điện tử trong nhà thì bắt buộc rồi, chúng ta phải có những cái mỏ hàn thiết như này và tự hàn, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đem ra ngồi cho thợ họ làm nhé. Mình thì hàn cái này cũng hơi run run với tay, nhưng mà vẫn hàn tốt. Rồi mình vừa hàn xong rồi thì nó đóng một cái cục lại rất là thô và xấu, nhưng mà nó vẫn đảm bảo yếu tố là kết dính lại với nhau. Sau đó làm sao ạ? Mình sẽ sử dụng cái kìm nè, mình bóp nó chặt lại nè, bóp nó chặt lại rồi để cho nó nguội nhé mọi người. Mình tiến hành là băng keo vào. Đấy, thì trong quá trình sử dụng mọi người nhớ nhé, mua cái ống gen hay còn gọi là cái ống teo màu đen đen đó, mọi người luồn nó vào trước. Rồi đây, trong quá trình băng keo á, thì mọi người sao ạ? Nên nhớ là dán một đoạn trước, rồi chúng ta không phải là kéo ra hết một đoạn dài đâu, mà sử dụng cái băng keo này sẽ đi quanh đó, nó sẽ, như này nó sẽ riết chặt hơn so với cái việc mà chúng ta kéo ra một cái đoạn dài rồi chúng ta mới dán. Đấy, mình dán theo kiểu hình sáng ốc từ trên xuống dưới, không có dán lặp lại nhiều quá. Rồi sau đó thì mình sẽ xé nó ra, mình dùng tay mình sắn và kiểm tra lại một lần nữa. Rồi ok,
Rồi còn đoạn này sao ạ? Mình sẽ sử dụng cái công tắc này. Đoạn này thì mình sẽ sử dụng cái công tắc là chính nha mọi người. Rồi mình sẽ hàn. Ở đây nè, nó sẽ có trên một cái công tắc nó sẽ có là số 0 và số 1. Số 0 là đương nhiên là đang tắt nè, số 1 là đang bật nè. Cũng như là Y và O nè. Đấy. Thì cái này á thì mọi người phải lưu ý chỗ này để chúng ta rõ hơn. Rồi. Mình sẽ hàn. Trước tiên là đút phần này vào. Công tắc của mình nó hơi nhỏ. Đấy. Thì cái quá trình mà cái công tắc của mọi người á, nó sẽ có thể là to hơn. Thì mọi người có thể là tuốt dao và găm nó vào. Có thể là không phải chấm hàng như mình. Hoặc là mọi người sẽ sử dụng một cái cảm biến. Thì chúng ta cũng sẽ không chấm đây, nhưng mà sẽ đấu nối theo cái hình thức của cảm biến. Nhưng mà cái này là cái cơ bản nhất để mình hướng dẫn mọi người. Cái thước hàng này á, nó làm gì ạ? Nhiệm vụ của nó là giúp cho nó giữ lại cái giao điện. Nó sẽ được bám chắc hơn vào cái chân của công tắc này là một. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho tiếp xúc tốt hơn, không bị mau ve. Đó, nhiệm vụ của thiết hàng là như thế đó. Chứ còn nếu không mọi người có băng keo hay làm chi đó thì nó vẫn bị mau ve, nhúc nhích qua lại. Thì cái việc mà chấm thiết này nè, nó sẽ ổn hơn. Đây, mình sẽ cố gắng chấm cho nó kỹ một xí. Trong quá trình chấm thì mọi người có thể là bật cái quạt nhẹ nhẹ để nó thổi hướng gió bên này. Nó không có thổi cái mùi thiết này nè, hoặc là mùi chì nè, nó thổi vô mũi mọi người nhé. Rất là độc hại. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hàn cái vế còn lại. Mình lâu không tiếp xúc thì nó cũng bị rung tay nè. Nhưng hàng vẫn được, không đến nỗi nào. Cẩn thận nha mọi người, cái mỏ hàng rất là nóng đấy. Nếu mà không sơ sẩy một cái là nó chọt vô tay thì đương nhiên nó bị phỏng. Tuy là chúng ta tự làm nhưng mà làm cái lần này xong á là đương nhiên rồi. Trong quá trình mà vào bếp á, các chị em thì rất là thích. Và chúng ta cũng sẽ tự hào một điều rằng là trong tủ bếp có phần công sức của chúng ta ở trong cái tủ này, giúp cho ánh sáng nó tăng cường để chúng ta xuống nấu mì tôm tốt hơn. Rồi ok, mình hàn thì không được đẹp lắm nhưng mà cũng đã hàn xong. Đấy, tắt mở được, ok rồi nè. Rồi, tiếp đến bây giờ là như thế nào ạ? Mình sẽ sử dụng cái này. Bây giờ thì mình không có dây điện thì mình sẽ sử dụng cái dây này. Cái cặp dây này nha mọi người. Để mình kết nối vào đây. Đấu điện 220 cho mọi người. Rồi, ok, mình sẽ tuốt dây điện nè. Giá điện thì mọi người nên nhớ cái nguyên tắc là phải đấu xa le nhé. Đấu xa le. Băng keo phải thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Vì điện đài nó rất là nguy hiểm. Nó chỉ cần chập một cái là mọi người sẽ sẽ hoảng liền. Nó xảy ra rất là nhiều sự cố. Đấy. Ở vị trí này mình đấu tạm thôi nhé mọi người. Đấy, mình cũng băng keo rất là đàng hoàng nè. Cái nguyên tắc băng keo nè. Đấy. Dán một đầu trước rồi chúng ta bắt đầu xoay quanh. Dùng vụ băng keo là xoay tròn. Đây, nó sẽ bảo đảm hơn. Rồi, ok. Xong phần thứ nhất. Tiến hành qua phần thứ hai. Mình đã tiến hành là đấu điện vô trong cái phần nguồn này rồi. Đã có điện rồi nhé mọi người. Mình sẽ mô phỏng là cái đáy tủ trên. Đấy. Thì tương tự như thế, cái công tắc này nè, là mọi người sẽ đặt ở một cái vị trí nào đó. Như chúng ta set up trong hệ tủ. Ở một vị trí nào đó để chúng ta dễ dàng tắt. Còn nếu không thì chúng ta sử dụng những cái cảm biến vải tay đặt ở dưới cái đáy tủ trên cũng được, hoặc là công tắc này cũng được. Đấy, nguyên tắc đấu thì đơn giản, công tắc thì luôn luôn là tắt cái dây lửa, hay còn gọi là dây có điện 12V. Đấy, còn một trường hợp nữa là tắt ở cái phần nguồn này, nhưng mà tốt nhất là tắt ở phần này thì nó sẽ ổn hơn. Rồi, đây là đã hoàn thiện rồi nhé mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là bật thử cho mọi người thấy. Rồi, sau khi công tắc bật lên nè, thì đương nhiên rồi, nó sẽ phát sáng. Đấy, thì cái nắp này nè, nhiệm vụ nó là bảo vệ khỏi bị dầu mỡ văng lên, dính vô bao mạch. Rồi, thì như nó đã sáng, nhưng hiện tại á, là hai cái đầu này nè, mọi người thấy không ạ? Hai cái đầu này sao ạ? Nó chưa được bảo vệ, nó vẫn còn những cái kẽ để chúng ta thò tay thọc ra thọc vô như này. Thì nó rất là thô và mất thẩm mỹ. Nếu như cái điểm kết thúc của nó là đây. Đó, nó lồi ra như này thì đương nhiên nó rất là thô và xấu. Giờ mình sẽ tạm tắt cái công tắc nè. Hạ thằng này xuống nè. Đưa cái thanh nhựa nè. Cho nó về vị trí gọn gàng lại nè. Nó vẫn chưa thẩm mỹ. Là trong quá trình mà bán cái thanh nhôm nè, người ta sẽ cho mọi người những cái phụ kiện nhỏ như này. Đó, những cái nắp góc như này. Nó nhỏ thôi. Nhưng mà nó sẽ ập, nhiệm vụ nó là ập lại cái phần này. Nó sẽ tăng cái tính thẩm mỹ lên. Mình đã sử dụng cái nắp nhựa nè, đã ập kín cái phần led này vào rồi. Đó, nhìn cái chỗ này nè, nó sẽ thẩm mỹ hơn. Rồi, bây giờ thì mình đã sử dụng cái nắp chụp nè. Và mình đã ập kín cái phần này vào rồi. Mọi người thấy không ạ? Nó rất là thẩm mỹ và nó đẹp hơn rất là nhiều. Nếu như chúng ta đỡ trần thì nó rất là thô. Đấy, mọi người nên nhớ nhé.
trong quá trình bán thanh nhôm á thì họ sẽ cho chúng ta là những phụ kiện này, những cái bát treo nè, những cái nắp chụp hai đầu gốc nè, đấy, những cái này chúng ta phải yêu cầu họ cung cấp nhé, nó phải có. Rồi đó là xong rồi, mình bật lên cho mọi người thấy nè, đấy, nhìn nó rất là sáng, quay camera thì nhiều khi nó bị hắt một cái lượng sáng, đấy mọi người thấy không ạ, nhìn nó rất là đẹp. Đây là cái kiểu thứ nhất, còn một cái kiểu thứ hai nữa, xí nữa mình sẽ quay cái đoạn kiểu thứ hai cho mọi người thấy. Cái hình thức tương đấu thì nó cũng tương tự như thế thôi. Rồi mình sẽ tắt nha. Còn một cái thanh nhôm đi, mình ví dụ nó dài như thế này, một thanh nhôm thì nó có thể là 2m nè, hoặc là thanh nhôm 3m nè, đấy, nó được bán trên thị trường thì đương nhiên rồi, mọi người mua về cắt làm sao cho nó phù hợp với cái tủ chúng ta nhất. Thì cái việc cắt này đó là mọi người sẽ cắt bằng cái gì ạ? Không thể cầm một cái kéo này mà chúng ta cắt cái thanh nhôm này nhé, cũng không thể cầm một cái kéo mà cắt xương của thạch cao đó, chúng ta cắt cái này là cũng không được. Đương nhiên rồi, phải sử dụng một cái máy cắt chuyên dụng, một cái máy cắt chuyên dụng. Thì cái máy cắt này nè, đòi hỏi là chúng ta phải có kỹ năng để sử dụng và cầm nó, và sử dụng một cái lưỡi cắt bằng sắt đó, cắt bằng kim loại thì đương nhiên nó rất là mỏng và rất là dễ gãy và văng. Nếu chúng ta cắt mà bị nghiêng qua nghiêng lại này, nó sẽ kẹp lưỡi và nó bị gãy, xảy ra tai nạn lao động rất là nguy hiểm. Nên chính vì thế trong quá trình chúng ta sử dụng những cái máy cắt này nè, chúng ta đòi hỏi là phải đeo cái kính lại, đeo kính vô mắt lại cho nó thật sự an toàn. Đấy, mọi người nên nhớ cái điều này nhé. Còn những cái vị trí mà ví dụ như là nó được một cái phần góc như này nè, đương nhiên rồi, cái đó đòi hỏi kỹ thuật hơi cao hơn, là mọi người phải cắt clip hoặc cắt xéo qua lại gì đó, thì chúng ta phải tự thực hành ở ngoài, cắt ở ngoài vài ba lần thì chúng ta bắt đầu mới quen, mới đưa vô trong những thanh dài như thế. Cái việc này thì người thợ họ làm rất là tốt, còn mình thì có đôi lúc thì mình cắt bị sai, nhưng mà cố gắng quay lại thì nó vẫn ok. Nếu như mọi người cắt cái thanh ở trong á, không cắt clip, không có vét hai thanh ghép lại với nhau được á, thì mọi người có thể sử dụng hai cái vuông lại ghép lại với nhau, nhưng mà ở ngoài cái nắp nhựa nè, mọi người sẽ cố gắng cắt nó xéo lại để trùm lên cái phần kia, để tăng tính thẩm mỹ hơn. Cái ý này thì nó hơi lòng vòng, nhưng mà nhìn chung á là đồ hội cấp kỹ thuật, cái yếu tố thẩm mỹ là đặt lên hàng đầu, chứ không phải là ghép lại hai cái thanh nhôm nhưng mà nó lồi lỗ lỗ thì nó đương nhiên nó rất là xấu. Mọi người phải lưu ý điều này nhé. Còn trong quá trình mà đấu nối á, thì đương nhiên rồi, khi nó sẽ xảy ra những sự cố như là nhầm màu dây nè, chúng ta đấu mà nó không bị sáng nè, hoặc là chập mạch nè, thì sẽ sử dụng cái đồng hồ này để đo. Nhưng mà khi mà chúng ta xem video á, là dành cho những người mà chưa có kiến thức, chưa hiểu biết, chúng ta tiếp xúc lần đầu thì cái việc sử dụng đồng hồ nó rất là khó, nên mình bỏ qua cái yếu tố này, chỉ hướng dẫn những cái cơ bản nhất cho chúng ta hình dung, hoặc là cái người thợ mà thi công á, có lắp sai hay cái bước nào á, thì chúng ta cũng biết cái quy trình để lắp làm sao cho nó thẩm mỹ và đạt yêu cầu nhé. Cái mình muốn nhấn mạnh ở đây á, là những cái bát này nè, chúng ta sẽ không khoan trực tiếp vào những thanh nhôm mà sử dụng những cái bát kia nhỏ này và những cái nắp chụp này nè, để tăng tính thẩm mỹ và yếu tố liên kết nó tốt hơn. Đấy, cũng như là lúc nãy mình vừa lắp xong rồi đó, thì bây giờ là khi mà không muốn lắp đèn led nữa thì mình có thể gỡ ra rất là đơn giản nè, sử dụng những cái khe nhỏ nhỏ này nè, để chúng ta mình cậy vô đây nè, để tách nó ra nè. Đây là đương nhiên là mình gỡ ra được cái thanh nhôm này rồi. Đây mọi người thấy không ạ, nó rất là đơn giản. Đây, chọn là phải chọn đèn led ở 1m dài, tối thiểu của nó là 120 bóng. Ánh sáng chúng ta chọn sẽ có 3 màu: ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính và ánh sáng trắng. Thì cái ánh sáng mình muốn nối đến á, để sử dụng á, là ánh sáng trung tính, nó sẽ giúp cho căn bếp ấm áp hơn, màu sắc hài hòa dễ chịu, vừa lóe sáng mà vừa tăng tính thẩm mỹ, không vàng quá cũng không trắng quá. Đấy, mà cái này cũng thuộc vào sở thích của mọi người thôi. Đó thì mình đã gợi ý như thế. Cái loại thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người á, đó chính là loại led tròn này. Led tròn này, ở đây mình có một loại led tròn loại lớn hơn, loại này chắc là thông dụng mọi người rồi, hay còn gọi là led âm trần. Đấy, mình sẽ mở cái bóng này cho mọi người xem nhé. Đây, ở trên trần chúng ta á, sẽ sử dụng những cái loại này rất là nhiều để làm gì ạ? Hắt sáng xuống, tăng cường độ sáng xuống. Thì thằng này nó có một cái phần thân nó, trong phần thân này nó có gì ạ? Cái vỏ này nè, dường như là cái vỏ tản nhiệt là chính, nó bằng nhôm. Bên trong này thì gồm những cái bóng đèn led và dây điện của nó là chính thôi. Đây là hai cái tay của nó, hai cái tay đã kẹp giữ, gắn lên trần thạch cao. Rồi, thì thằng này á, trong hệ tủ bếp á, mình sẽ không khuyến khích sẽ sử dụng nó nhé mọi người. Nó rất là to và thô. Nếu chúng ta sử dụng nó thì đương nhiên rồi, nó sẽ lồi lên cái phần thân, kể cả cái phần cái cục nguồn nhỏ nhỏ bên trong đó nè. Đấy, còn cái ánh sáng của nó mình đánh giá cũng chưa phải là mạnh. Công suất nó cũng phải chưa phải là lớn, nhưng mà nó chiếm diện tích rất là lớn và cái phần thân nè. Đấy, nên á, thằng này chỉ sử dụng để lấy ánh sáng lắp trên các trần thạch cao, chứ không khuyến khích để sử dụng vô tủ bếp nha mọi người. Nên nhớ nhé, thằng này sẽ không thể sử dụng trong tủ bếp. Cái loại thứ hai mà mình muốn nói là loại này, loại nhỏ gọn thôi.
Đây, hôm trước thì mình có chia sẻ cái này một lần rồi, nhưng hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người lắp cái này luôn. Về cái đèn led này nè, thì nó rất là nhỏ gọn và mỏng nha mọi người. Rất nhỏ gọn và mỏng. Ở trong này nó sẽ gồm một số cái bóng led được dàn trải trong này. Thì cái bóng đèn led nè, nó sẽ có công suất là, để mình xem đây nè, 1.8W, 1.8W thôi. Rất là nhỏ, nhưng có vỏ nha mọi người, chứ không phải là nhỏ nhưng mà không có công dụng gì đâu. Rồi, cái thằng này sẽ được dùng ở đâu? Dùng ở những cái trang thờ của ông Táo, hoặc là những cái nơi vị trí ở trong cái hốc tủ gì đó, để chúng ta sẽ tiến hành rọi nó xuống. Nói chung là ở phần tủ trên sẽ được rọi xuống, lắp nó rọi xuống. Nhỏ gọn, mỏng, mỏng hơn một tấm gỗ mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách để sử dụng nó. Lúc nãy á, mình nói á, là cái đèn lớn nè, nếu như mọi người sử dụng á, thì sử dụng những cái me khon này. Đấy, khon tròn thạch cao. Cái bánh xe nó rất là lớn nè, nó phải bằng cái phi của thằng này nhé. Đây, bằng phi của thằng này để mọi người sử dụng. Đó, mình sẽ không có khon thằng này đâu. Rồi, mình đang có một cái tấm gỗ nè, gỗ này đang dày là 17mm. Mình đang có một tấm gỗ này. Rồi, ở đây thì mình đang khon sẵn hai mặt để mô phỏng cho mọi người thấy luôn. Lúc nãy mình khon ngồi kia rồi, chứ không khon trong này nó sẽ bị rất là nhiều bụi. Mình sử dụng cái bóng led này nè. Đây, làm sao ạ? Mình sẽ gỡ dao nó ra trước. Gỡ dao bóng led này ra trước. Sau đó sao? Mọi người không nên cắt thằng này nhé. Cố gắng không nên cắt thằng này, giữ nguyên nó lại. Và chúng ta mua một cái giắc, hoặc là giắc âm dương đó, hai cái chúng ta kết nó lại với nhau. Khi không cần thiết nữa thì chúng ta giật nó ra, thì cái đèn led này nó vẫn còn nguyên vẹn. Chứ còn những cái vị trí giắc này nè, nhiều người hay cắt nó ra để đấu quấn trực tiếp. Trừ trường hợp là chúng ta không có cái giắc này thì chúng ta mới đấu nó trực tiếp, còn không thì cố gắng giữ nó lại thì nó sẽ tốt hơn. Cái dao này thì mình nói là nó dài khoảng từ 60-70 hay 80 gì đó, khoảng tầm cỡ đó, mình không rõ lắm. Rồi, đầu tiên là mình sẽ tiếp xúc cái lỗ giữa này. Cái lỗ giữa này nó như thế nào ạ? Mình sẽ khoan cái lỗ trên nè, để kéo nó qua. Kéo nó qua đây. Rồi, luồn tới đây. Ở đây nè, nó đang có hai con vít. Mọi người hình dung ạ, nó có hai con vít nhỏ và một cái lẫy này. Cái lẫy này thì sao ạ? Mình sẽ gỡ cái thằng này ra để mình ướm vô thử trước. Chứ không mà khi mà đã lọt vào á thì mình sẽ khó mà kéo ra được. Nên tạm thời là mình sẽ gỡ cái này ra và bỏ nó vào luôn. Đây. Rồi, mọi người thấy không ạ? Nó đã hoàn thiện. Nó hoàn toàn bằng luôn. Nó đã bằng luôn nha mọi người, bằng cái tấm gỗ luôn. Nó chỉ lồi ra cái mép, cái dành của nó rất là mỏng nè, khoảng tầm cỡ 2mm thôi, 1.5 đến 2, khoảng tầm cỡ 1.5mm thôi, rất là mỏng. Rồi, ở trường hợp này á, thì mọi người sẽ làm đèn của ông Táo ở trên ông rọi xuống như này nè. Đó, ở dưới này thì mọi người sẽ làm một cái tấm kính trắng để mọi người ép qua như này. Thì nhiệm vụ nó là sao? Nó sẽ ánh sáng nó qua tấm kính, nó sẽ rọi xuống cái phần khu vực của ông Táo, hoặc là đỡ trang trí ở tủ trên á, nó sẽ rọi xuống dưới, rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Đây, bộ dao của nó ở trường hợp này nè, nếu như ở trên này mọi người đang trống rộng không gian, có thể là bỏ bộ nguồn hay là gì đó, thì cái dao nó sẽ được luồn thẳng trực tiếp lên trên này. Mọi người thấy không ạ? Nó sẽ luồn lên đây. Cái đèn ở dưới, cái dao thì ở trên là xong. Trường hợp thứ nhất đó, nếu lúc nãy mình đỡ cái lẫy này thì nó rất khó để gỡ ra, nên bây giờ mình sẽ gỡ ra nè. Còn nếu mọi người mà xác định lắp luôn một lần thì đương nhiên rồi, gắn cái đó vào cho nó cứng, không bị tụt xuống. Vì cái me khon của mình á, là mình sử dụng cái me khon này nè. Đây, cái me khon 55 này nè, khon cho nó vừa khít luôn. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ nó đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái lỗ thứ hai nè. Cái lỗ thứ hai này nè, đó, mình cũng đã khon sẵn rồi, nhưng cái lỗ này nè, nó sẽ được nguyên qua bên hông nha mọi người. Đó, chứ không phải là ở sau lưng nữa. Vì ở trên này nè, đương nhiên rồi, nó sẽ là một cái hệ tủ khác hay là một cái gì đó khác. Mình không thể luồn dao lên trên này được, thì đương nhiên mình sẽ luồn qua bên ngang, bên trái hoặc bên phải. Nói chung là có nhiều bên, nhưng sẽ chọn những ở cái phương diện là phương ngang. Đấy, trường hợp này nó rất là thẩm mỹ luôn. Đấy, nó sẽ không lủng tấm gỗ của mọi người, không lủng tấm gỗ nhé. Rồi mình luồn dao qua đâu nè. Đấy, mình kéo dao ngang qua, ấp cái đèn led vào. Rồi, đây là hoàn thành rồi nha mọi người. Tấm led đã hoàn thành, mọi người thấy sao ạ? Ở sau lưng nè, không hề có sợi dây nào hết. Đấy, cực kỳ thẩm mỹ. Nhưng mà dây lúc này nó đang ở đâu? Nó nằm ở phương diện là phương ngang. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng một tấm gỗ khác hay là cái gì đó để kết nối vào, hoặc là vị trí như này. Đó, nó có thể là che cái phần dây của chúng ta được, dây nó có thể đi ngang. Đấy, mọi người thấy không ạ? Nó không bị lủng tấm gỗ, rất là mỏng luôn. Đó, ưu điểm của nó là hơn cái thằng này ở chỗ đó. Còn về ánh sáng của nó thì sao ạ? Nó chỉ có 1.8W, đủ để trang trí, hắt sáng nhẹ nhẹ. Nhưng mà ưu điểm là mỏng, gọn, nhiệt lượng thì gọi là siêu thấp luôn, siêu tiết kiệm điện. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đấu nối cho mọi người thấy nha.
mình sẽ bật công tắc này cho mọi người thấy nè. Rồi mình ấp cái này xuống này. Mọi người thấy không ạ, cái độ sáng của nó nè cũng rất là ok nhé, rất là ok luôn. Đây, nhẹ nhàng nhưng mà ấm áp, rất là thẩm mỹ và gọn. Khuyên mọi người nên mua những bóng này dành cho ông táo. Vì sao ạ? Trong quá trình mà sử dụng ông táo á, thì nhiều người á, mình ví dụ đây, đây là cái trần của ông táo, còn đây là cái phần đáy của ông táo nè, mọi người hình dung không? Thì chúng ta hay làm những cái chân đèn phía dưới nè, làm hai chân đèn hai bên. Thì cái trường hợp này á, là mình khuyến khích không nên làm hai chân đèn hai bên. Thứ nhất là bị vướng dây, thứ hai nữa điện nó là điện 220, nó rất là nguy hiểm. Trong quá trình chúng ta là đỡ những cái ly nước nhỏ nhỏ nhỏ, nó ngã đổ như thế thì ảnh hưởng tới chân đèn. Và đồng thời nữa, hai chân đèn này, nó sẽ bị chiếm một cái không gian rất là lớn ở trong cái răng thờ nhỏ như thế, thì nó vướng víu như thế rất là bất tiện. Thì thay vì thế, chúng ta đã làm cái căn bếp hiện đại rồi, thì tại sao không sử dụng những bóng đèn hiện đại như này, ở trên để rọi xuống tăng cường độ sáng hết cả không gian táo, khiến cho ổng được ấm cúng hơn. Đấy, đó là cách rất là hay mà mình áp dụng. Đây là cũng một người khách hàng họ chỉ mình thôi. Đấy, một bóng đèn ở trên, một cái tấm kính trắng ngang qua như này, rất là đẹp và tinh tế. Nhưng mà ở dưới không gian nó không bị chiếm và lạm dụng không gian. Nguồn thì đương nhiên rồi, sử dụng nguồn 12V của cái hệ đèn LED dài luôn. Đó, chúng ta nhập chung với đó. Nó chẳng chiếm bao nhiêu điện cả, nhưng mà quan trọng nhất là nó đẹp. Đấy. Mình đỡ thử cho mọi người thấy nè. Đây. Cái độ sáng nó rọi xuống nè, rất là ấm áp và nhẹ nhàng. Chúng ta có thể sử dụng một cái tấm kính trắng khối để đưa ngang vào đây. Đây. Đây là cái điều mình muốn hướng tới mọi người nhé. Rồi, thì mình sẽ tắt cái công tắc này. Rồi, vừa qua thì mình vừa chia sẻ xong cho mọi người đó là hai loại. Một là loại đèn LED chạy dọc dưới cái phần mà tủ bếp trên. Phần thứ hai là đèn LED gắn cho trang thờ ông táo, hoặc là những cái nơi mà chúng ta cần cái bóng nó hắt xuống như thế. Hai cái phương án này á, mục đích chính á, là tăng cường cái độ sáng cho căn bếp, thứ hai là thẩm mỹ. Rồi, thì nếu như mọi người thấy video này hay, hữu ích, hãy giúp mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình tiếp tục với những video khác hay hơn và giá trị hơn. À, và mình cũng có cung cấp hai cái sản phẩm này. À, mình đặt đường link ở bên phía dưới phần mô tả. Nếu như bạn nào mà cần mua đèn LED hoặc là mua cái bóng LED tròn này thì có thể là nhấp vào đường link đó. Mình có một cái trang Shopee nhỏ để mọi người có thể là xem những món hàng trên đó. Nếu món hàng nào vừa phải ưng ý thì mọi người có thể chọn mua. Mình không có khuyến cáo mọi người là video này là liên quan tới bán hàng nhé, mà giới thiệu và chia sẻ mọi người là chính thôi. Còn những ai có nhu cầu hoặc là tìm mua, vì trước là mình hay gặp cái tình trạng là nhiều người coi xong muốn mua sản phẩm đó, nhưng mà mình cứ lòng vòng đi tìm biết, không biết cách nào để gửi cho họ, hoặc là cũng không biết chỗ nào an tâm để cung cấp sản phẩm đó cho họ. Nên mình cũng sẽ nhập về những sản phẩm nhỏ như này để cung cấp cho mọi người. Đấy, thì đó là cái chia sẻ thật lòng từ mình. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Cái video này thì mình tự quay luôn, thì cái việc mà tự quay nó setup tùm lum thứ hết. Rồi, thì trên bàn nó hơi lộn xộn, nhưng nếu các bạn mà xem á, thấy cái sự chia sẻ thật lòng của mình á, thì hãy giúp mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.